Chào các bác nhá. Em lại giới thiệu tiếp một cái cạo râu còn nguyên hộp luôn. Mã của nó là ES-ST39 của hãng Panasonic. Rất đẹp nha. Con máy này thì bán mới trên thị trường, nó loanh quanh khoảng tầm độ 4 triệu. Hàng Nhật các bác nhá, Made Japan nhá, chứ các bác đừng so với cái hàng China. Đây. Còn cả sách ES-ST29, ST39 này, chung một quyển sách này nhé. Đây. Đấy, các bác về có thể tham khảo cách hướng dẫn sử dụng. Nói chung sử dụng nó dễ mà. Em xem nào. Em nói thật là em cũng chưa mở quyển sách ra em xem bao giờ. Các cái chữ trước đây này, các bác mà muốn xem thì các bác lấy cái điện thoại ra, tải phần mềm Google dịch về, xoay phát dịch sang tiếng Việt cho các bác luôn. Không khác gì một quyển tiếng Việt. Đây, nó hướng dẫn tra cả dầu này, tra hướng dẫn vệ sinh máy này. Đấy. Cái gì cũng thế, của bền tại người, các bác phải nâng niu chăm sóc các cái vật dụng của mình thì nó mới bền được. Đây quyển sách nhá. Đây ạ, bên trong máy này. Củ sạc này. Ui giời. Mấy cái cây canh dùng giữ thật. Củ sạc như mới này. Đây là cái đốc sạc này. Đây, đốc sạc đây. Thì dây sạc có sẽ cắm vào đây. Nhá. Chết rồi, máy yếu pin rồi, để em cắm cái củ sạc vào đã. Nó đang quay giờ hết pin thì chết. Rồi. Đấy, còn máy đây. Trong này có một cái lọ dầu để vệ sinh máy này, để tra máy này. Cái này để vệ sinh này, bàn chải này. Trời, tay giữ thật. Em nói thật chứ các bác, chả phải gì ai đâu mà ngay đơn giản như kể cả em ấy. Mua cái gì về mà có hộp phát là bóc vứt đi luôn. Để em gì chặt nhà, tay giữ thật. Này. Giữ từ hộp tới đầy đủ mọi thứ luôn. 2015 nhá, Made in Japan. Con này thì nó sẽ có sức sức nhẹ đây tí này. Đấy, không biết các bác nhìn qua điện thoại thấy không, nhưng mà hàng lướt cũ thì không thể tránh được nhá. Vết các vết xước ở đây. Đây, khi mà sạc thì các bác đặt vào đây như này là sạc. Đây, em cắm sạc vào nhá. Đấy, đặt vào là sạc sẽ sáng đèn như này nhá, đèn đỏ là đang sạc. Cái chụp bảo vệ này. Bật này. Úi giời, máy chạy cực chất luôn. Tắt này, bật, tắt. Đó. À, con này ấn giữ thì nó sẽ tăng tốc lên này. À, đây. À, và cũng là khóa luôn. Rồi. Nếu máy mà đang tắt nhá, ấn giữ một lúc thì nó sẽ khóa lại. Đấy, giống như kiểu mà trẻ con nó không thể bật được, hoặc là mình bỏ trong túi mình gửi đi nó sẽ không tự bật máy nhé, không phải va chạm mà nó bật thì sẽ hết pin. Muốn mở ấn giữ lúc nữa này. Đấy, tắt, bật, tắt. Bật này, tắt này. À, rồi. Khi mà bật đấy, ấn giữ một tẹo thì máy sẽ chạy khỏe hơn. Đây, xước này. Xước nhẹ nó không tránh được nhé. Đấy, còn các cái phần bên ngoài của nó này, nhựa đen, nhựa đỏ này cực đẹp. Cái này tăng đơ này, con nào thì đều có cái này hết. Để cắt râu dài. Đây, dao này. Dao này thì em chưa thấy con nào hỏng. Đấy. Cái gì con dao này, hoặc kể cả các cái nắp này này, cho tới cái màng này này, cho tới pin, hãng đều bán hết, chỉ có điều nó hơi đắt. Tại vì máy nó đắt. Đấy, cục sạc cũng bán riêng, cục sạc khoảng tầm độ 300 mấy 400. Cái màng này cũng khoảng tầm độ hơn 300. Đấy, dao cũng hơn 300. Pin thì cũng gần 300. Đây là hãng nó bán lẻ. Nhưng mà thường thường thì con dao này không bao giờ phải thay. Pin thì máy rất là bền. Em bán rất nhiều máy rồi. Có mỗi cái màng cạo này. Đấy, các bác mà làm rơi hoặc va quẹt vào đâu nó sẽ rách. Hoặc khi mà các bác sử dụng ấy, các bác để nó ẩm ướt suốt ngày,
lâu ngày quá thì cái này nó sẽ bị ải, nó sẽ hỏng. Mặc dù nó là inox nhưng mà nó sẽ hỏng. Đấy, không có cái nào là vĩnh cửu cả. Các bác mà không bảo dưỡng cẩn thận, các bác ví dụ như các bác mà đem rửa nước cũng được thì các bác phải vẩy sạch đi, đem phơi khô đi, chứ lại cứ dìm xuống nước suốt ngày nó ướt thì nó sẽ nhanh hỏng nhá. Đấy, thì cái này nó sẽ bán mới. Hoặc là không, các bác va quẹt vào đâu hoặc làm rơi phát nó sẽ méo cái này, nó rách cái này thì là phải thay. Tại vì cái này nó sẽ có các lỗ rất là nhỏ này, khi mình cạo ấy là cái dâu nó sẽ đi xuyên qua các lỗ này thì nó mới cắt được, các bác hiểu chưa? Đây nha, hai cái ở bên ngoài này nó nhún được này, để cạo dâu ngắn, cái giữa này nó sẽ cắt dâu dài. Đấy, máy rất đẹp. Máy đang chạy nha, mà đặt vào sạc là máy sẽ tắt luôn. Đấy, đèn báo sạc này, chụp bảo vệ này. Đây, như thế này. Đó. Các bác đặt vào sạc thì các bác cũng phải lưu ý đặt chuẩn chuẩn một tí nhá. Tại vì ở đây này có hai tiếp điểm này. Đấy, nhiều khi các bác mà đặt lệch đi phát là nó sẽ không nhận. Đấy. Đặt nó lên đèn là được. Ok. Đây nhá, chiếc này thì còn để đủ nguyên hộp nhá. Những chiếc nào còn nguyên hộp thì nó sẽ phải đắt hơn những chiếc không có hộp tí. Tuy nhiên thì nó còn tùy thuộc vào đời, tùy thuộc vào cái chất, nói chung là tùy thuộc vào cái độ đẹp là đánh giá đầu tiên cái máy đắt hay rẻ. Sau đấy thì nó mới liên quan đến các cái như là còn đầy đủ phụ kiện không, đầy đủ hộp không. Chứ còn cái đời thì em không quan trọng lắm đâu. Các bác mua cái máy của em thì các bác biết rồi. Có những con máy đời rất cao nhưng mà nó xấu thì giá sẽ rẻ. Đấy. Nhưng mà máy mà đời thấp mà lại đẹp lung linh kiểu gì cũng đắt. Em bán thì em không quan trọng về đời. Đây. Chiếc này nó như thế này. Giấy đây. Trong này có cả dầu tra máy nhá, rồi bàn chải để vệ sinh. Đời 2015. Xước sát chút thôi, không tránh được. Hộp. Đấy, bác nào mua là thế này, đóng thùng xốp gửi đi. Ok các bác nhá. Xin chào các bác.